Hello, xin chào các cô và các chị em. Ngày hôm nay em Kim Hoàn sẽ hướng dẫn chậm cho mọi người động tác hóp mở trong phong cách mới, phong cách cô Chan nha mọi người nha. Trong phong cách cô Chan, dù hóp mở lắc hông hay là giật bụng thì lực của chúng ta dùng chủ yếu là lực lấy từ cơ đùi. Chính vì thế, để sử dụng lực cơ đùi tốt nhất thì chúng ta sẽ đứng hai chân tách rộng bằng vai. Hai chân tách rộng bằng vai, hai mũi chân song song, chúng ta không mở về và chúng ta cũng không gót chân ra bên ngoài, và chúng ta đứng mũi chân và gót chân nó song song trên một đường thẳng và tách rộng bằng vai mọi người nha. Những chị cao trên 1m6 có thể tách rộng hơn vai một xíu, nhưng chúng ta sẽ tách rộng bằng vai nha. Rồi, để vào tư thế hóp mở thì chúng ta sẽ có hai tư thế. Tư thế số 1 đó là chung gối nhẹ. Từ cái tư thế chúng ta tách chân rộng bằng vai như thế này, chúng ta sẽ chùng gối nhẹ, tức là chúng ta khuỵu gối nhẹ xuống. Đây là tư thế số 1. Hai tay các chị đặt lên trên ngực cho em. Rồi, hai chân tách rộng bằng vai, khuỵu gối nhẹ. Đây là tư thế số 1. Từ tư thế số 1 này, chúng ta chuyển sang tư thế số 2. Đó là chúng ta sẽ chùng gối sâu hơn, nhưng chúng ta sẽ đẩy căng cơ đùi, đẩy căng bụng dưới lên, đẩy lên, và chúng ta sẽ gập cái ngực sâu xuống. Từ đây chúng ta gồng chắc cơ đùi, gồng chắc cơ bụng và gồng chắc cơ cầu vai. Từ tư thế số 2 này, chúng ta sẽ rút gối trở về tư thế số 1. Rút gối trở về tư thế số 1 là chúng ta về tư thế gối chùng nhẹ, mông về giữa, lưng cột sống thẳng, lưng thẳng và tay về giữa. Hai vai của chúng ta trở về vị trí ban đầu. Chúng ta không kéo vai ra sau quá. Tư thế mở của chúng ta không kéo vai ra sau. Các chị không kéo vai ra sau như thế này mà nó sẽ bị đau khớp vai. Cho nên chúng ta chỉ trở về ở tư thế ở giữa, vai bằng ngang như thế này nhá. Trở về tư thế ở giữa, vai bằng ngang như này thôi, không kéo ra sau. Và tư thế số 1 là gối vẫn chùng nhẹ, chúng ta không căng gối như này, không khóa gối nha. Chúng ta trở về tư thế chùng nhẹ là tư thế số 1. Và từ đây chúng ta lại gồng xuống, chùng sâu gối xuống, tư thế số 2. Trở về số 1, số 2, số 1, đẩy căng bụng dưới lên, căng cơ đùi lên, siết đùi, siết bụng dưới, siết cơ cầu vai. Về tư thế số 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Siết chặt bụng, siết chặt đùi, siết chặt cơ cầu vai. Và chúng ta trở về tư thế số 1, về tư thế chung nhẹ. Nâng thẳng vai, tay chúng ta bằng ngang như này, không ra sau nha. Tư thế số 2, số 1, số 2, số 1, 2, 1, 2, 1. Rồi em đứng ngang cho mọi người dễ nhìn này. Hai chân tách rộng bằng vai, song song mũi chân cho em nào. Rồi hai tay của chúng ta đặt lên và khuỵu gối nhẹ. Đây là tư thế số 1. Tư thế số 1 này, rồi chúng ta sẽ chùng gối sâu xuống này. Nhưng mà chúng ta sẽ phải đẩy căng cơ đùi và đẩy căng cái bụng dưới này lên. Kệ, đẩy căng bụng dưới lên, mông đẩy hết bên lên trước, đẩy căng bụng dưới này lên nha. Và ép sâu cái cầu vai xuống, ép sâu cầu vai xuống, ép ngực kiểu ép xuống. Và chúng ta đây là tư thế số 2. Trở về tư thế số 1 là chúng ta rút gối trở về, mông về giữa, gối chùng nhẹ, tay ngang với vai, không kéo ra sau nha, không kéo ra sau, trở về giữa này thôi. Sau đó chúng ta sẽ trở xuống, sẽ ép xuống tư thế số 2, số 1, số 2, số 1, 2, 1. Khi xuống này, cột sống của chúng ta vẫn thẳng nha. Chúng ta ép sâu cái ngực xuống để gập một lớp giữa, chính giữa bụng trên này. Hóp mở nó tác dụng và giảm mỡ bụng trên. Cho nên chúng ta gập sâu xuống thì nó sẽ giảm tác động vào cái phần bụng trên này. Và chúng ta sẽ gồng chắc cái cơ cầu vai, gồng chắc cơ đùi và cơ bụng nha. Xuống này, 2, 1, 2, 1. Khi chúng ta chùng gối này, đây là chùng gối nhẹ là tư thế số 1 này. Khi chúng ta chùng gối sâu, nhưng chúng ta phải đẩy bụng dưới lên, đẩy bụng dưới, siết bụng, siết đùi và gồng chắc cơ cầu vai. Đây là tư thế hóp, tư thế số 2. Trở về tư thế số 1, số 2, số 1,
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 đẩy căng cơ đùi lên 1. Ok, có một lỗi sai của các chị mà phần đa là các chị làm, đó là chính là các chị chỉ chung gối xuống, là chúng ta đi chung gối bằng lực gối ấy, chứ không, các chị không dùng lực cơ đùi, chúng ta chỉ có chung gối xuống như này này. Đó, phần đa là các chị làm như này nha, là các chị làm như này là sai này. Đây là chúng ta sẽ tác động vào gối thôi nhá. Đó, chưa, các chị chưa thấy đùi này, chưa thấy bụng đúng không ạ? Đó, nhiều chị, các chị tập chủ yếu là như này. Cái nhiều chị nói với em rằng là tại sao chị tập hot work lại bị đau gối? Đó là bởi vì các chị đang dùng lực gối cho nên là nó sẽ bị đau gối. Và các chị đang dùng khớp gối để lên xuống. Trong khi đó chúng ta sẽ dùng lực cơ đùi nha. Dùng lực cơ đùi và khớp gối được hoạt động nhẹ nhàng. Đó, cho nên là nó sẽ không bị đau khớp gối đâu, mà chúng ta sẽ đau cơ đùi này, nó mới là đúng nha các chị nha. Các chị không nên nhấp lên nhấp xuống như này. Đó, các chị nhiều chị hóp như này, hóp mở như này là sai nha. Đó, hóp mở như này là sai nha. Chúng ta đây, khi lên các chị căng gối này là sai này. Đó, và khi chúng ta đẩy như này là sai. Chúng ta đẩy chung gối này, các chị chú ý này. Các chị chú ý em làm nha. Rồi chúng ta đẩy gối xuống, nhưng chúng ta chung gối này, chung gối xuống, nhưng chúng ta phải đẩy cái bụng dưới và cái căng cái cơ đùi này lên, bụng hóp vào, ép chặt cơ cổ vai xuống, ép chặt bụng cái ngực xuống. Đây là hóp. Và chúng ta giúp gối trở về. Khi trở về chúng ta giúp gối trở về nhẹ nhàng. Chúng ta không dùng lưng để trở về nhá. Chúng ta sẽ dùng gối để trở về nhẹ nhàng. Trở về tư thế số 1 là tư thế chuẩn bị. Lưng thẳng, gối trùng nhẹ và tay ở giữa. Và không kéo vai ra sau. Rồi chúng ta trùng xuống nào. Đẩy xuống, căng cái cơ đùi lên, căng cái bụng dưới lên. Đó. Hóp bụng chặt vào. Lên, đẩy lên, hóp mở, 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 hóp mở. Khi nào các chị cảm thấy cái cơ đùi này nó căng cứng là các chị đang tập đúng. Cái cơ đùi này của chúng ta nó rất là căng cứng. Và nó, lúc mới động tập chúng ta sẽ rất là mỏi cơ đùi với cái động tác hóp mở này nha. Cho nên là nhiều chị cứ tập đứng lên đứng xuống như này này. Đó, như này là sai nha. Đây, nhiều chị lên xuống như này này. Chưa có tác động của cơ đùi và chưa có tác động của lực của cổ bụng. Đó, cho nên là nó chỉ vào gối thôi. Nó chỉ vào khớp gối thôi, cho nên là sai nha. Các chị cố gắng chỉnh này. Chúng ta chung gối nhưng mà đẩy hông, đúng không ạ? Chúng ta chung gối xuống nhưng bạn đẩy căng hông lên. Đó. Chúng ta chung gối sâu này. Tư thế chuẩn bị là chung gối nhẹ này. Đó. Chung gối sâu nhưng mà hông đẩy. Đẩy hông, ép ngực. Đó. Đây là tư thế hóp nha. Và trở về. Hóp. 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 Trở về là gối trụng nhẹ nha các chị nha. Các chị không căng gối như này nha. Có nhiều chị đợt thứ nhưng mà căng gối này. À, căng gối như này là sai nha. Như này là sai. Không làm kiểu này. Chúng ta cũng vẫn đẩy hông nhưng mà chúng ta trở về căng như này là vẫn sai. Chúng ta trở về là vẫn tư thế trụng nhẹ. Tư thế số 1 là trụng nhẹ. Chúng ta không khóa gối. Đó, chúng ta sẽ trở về tư thế trụng nhẹ như này. Là chúng ta trụng sâu này. Trở về trụng nhẹ. Trụng sâu. Trở về sâu. Trở về sâu, trở về sâu, trở về ép một sâu, trở về. Ok rồi, đó là cái hóp mở ở cơ bản và hóp mở tại chỗ. Thế còn những cái hóp mở di chuyển chân, rồi hóp mở một nhịp, hai nhịp và hóp mở một chân thì chúng ta sẽ kết hợp như nào, em sẽ hướng dẫn mọi người luôn nha. Ví dụ chúng ta hóp mở trùng một chân. Trùng một chân thì sẽ có hai kiểu. Một là trùng một chân là chúng ta thẳng bên trước. Hai là trùng một chân chúng ta tránh nghiêng người sang. Thì nó vẫn là trùng chân nha các chị nha. Thì trùng chân đây này. Khi chúng ta trùng chân, em đứng ngang cho mọi người dễ nhìn này. Khi chúng ta trùng chân này, thì cái khi chúng ta trùng chân nha mọi người để ý này. Thì cái mũi chân và gót chân đến khỉu chân đây, nó là nằm trên một đường thẳng như thế này.
Đó là làm chân vô được cẳng nha. Các chị không nên chống như này, các chị chống thẳng mỗi chân lên cho em. Và khi họ mở chống một chân như này thì cái chân trụ của chúng ta vẫn phải là chống trùng nhẹ này. Luôn luôn trùng nhẹ. Và khi chúng ta hóp mở là chúng ta dùng lực của cái đùi chân trụ. Chúng ta dùng lực của cái đùi chân trụ để chúng ta đẩy cái hông lên. Khi chúng ta trùng gối này, nhưng chúng ta đẩy hông, đúng không? Khi chúng ta để tay lên trên, đây là vẫn đang như thế trùng nhẹ nha. Rồi chúng ta trùng gối sâu này, nhưng mà chúng ta phải đẩy hông lên. Đó, chúng ta phải đẩy hông lên, ép xuống, ép ngược xuống này. Đó, mở ra, hóp, mở. Chúng ta dùng lực ở cơ, dùng lực của cái đùi trụ nha. Còn cái đùi này chỉ thả lỏng thôi, hóp. Mở, hóp, mở, hóp, mở, hóp này, hóp, mở, hóp, mở. Đùi trụ chúng ta đẩy lên này, hóp, đẩy căng cái hông trụ lên, đẩy căng bụng dưới lên, mở lên, hóp, mở, 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 hóp, mở. Rồi chúng ta đẩy căng cái đùi trụ này lên nha. Hóp này, mở này, hóp này, mở này, hóp này, mở. Đó, chúng ta đẩy đổi chân cũng vậy. Chúng ta sẽ đẩy căng cái đùi trụ lên. Khi đổi chân bên này trùng trùng, bên này chúng ta thả lỏng, thì bên kia chúng ta sẽ đẩy, vẫn bằng là trùng nhẹ nhàng nha. Vẫn là trùng nhẹ, nhưng chúng ta phải đẩy căng cái đùi trụ này lên. Chúng ta trùng gối này, nhưng mà chúng ta đẩy hông lên. Trùng gối này, không phải trùng như này nha, các chị không trùng như này đâu nha. Không trùng như này là sai nha. À, chúng ta vẫn trùng nhẹ này. Và khi chúng ta trùng sâu thì chúng ta đẩy căng cái đùi, căng cái cơ đùi của cái chân trụ và cái bụng dưới đẩy căng lên, ép sâu xuống. Trở về nó vẫn trùng nhẹ này. Trở về là gối vẫn trùng nhẹ nha. Sâu. Xuống lên, xuống lên, hóp mở, 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 hóp mở. Và để làm được dễ thì chúng ta hơi ngả lưng ra sau một xíu. Chúng ta hơi ngả lưng ra sau một xíu thì làm nó sẽ dễ hơn nhé. Ngả lưng này, cái cột sống của chúng ta thẳng này, đẩy căng cơ đùi lên, đẩy căng bụng dưới lên, và chúng ta gập ép sâu ngược xuống, trở về sâu, trở sâu, trở về. Cái lưng này chúng ta hạn chế nha, lưng cột sống của chúng ta hạn chế, cho nên là chúng ta sẽ giữ nguyên nó và chúng ta đẩy căng cơ đùi, ép sâu ngược xuống, đẩy căng cơ đùi lên, ép sâu, mở, hóp, mở, dùng lực của chân trụ, hóp, mở, hóp, mở, hóp, mở, hóp, mở. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, hóp, mở, hóp, mở, hóp, mở, hóp, mở. Ok. Đó chính là hóp mở. Dùng một chân để hóp mở. Tức là chúng ta hóp mở kết hợp đó, thì chúng ta sẽ dùng lực của cái chân trụ, lực cơ đùi của cái chân trụ để chúng ta đẩy căng hông và bụng dưới lên, thì chúng ta sẽ ép sâu ngược xuống, nó sẽ tác động vào cái cơ bụng trên này và cả cơ đùi nữa. Chúng ta sẽ đo cơ đùi nha. Chúng ta sẽ đẩy. Mọi người đừng có đẩy kiểu này nha, như này là sai này. Có nhiều chị hóp như này là sai này, hóp mở như này là sai nha. Đó, bởi vì sai là bởi vì sao? Bởi vì cái phần này chúng ta giữ nguyên này, phần này chúng ta giữ nguyên này, là như này là sai. Chúng ta đang giữ nguyên và chúng ta chỉ dùng khớp gối này. Đó, như này là sai nha. Rồi chúng ta phải trùng xuống này, đẩy lên và trở về, đẩy, trở, đẩy, trở về, đẩy, trở về, đẩy, trở về, đẩy, trở về, đẩy căng cơ đùi lên, trở về, căng cơ đùi lên, trở về, căng cơ đùi lên, trở về, căng cơ đùi, trở về, căng cơ đùi, trở về. Ok ạ. Rồi đó là hóp mở kết hợp dùng với một chân. Thì khi nào mà chân chúng ta đứng lên thì cái chân trụ còn lại sẽ dùng lực của cái đùi, cái chân trụ đó để chúng ta đẩy hông, hóp mở nha. Rồi, và có trong bài của em có nhiều cái động tác mà hóp mở một nhịp và hóp mở hai nhịp và hóp mở di chuyển chân. Hóp mở di chuyển chân nữa. Cho nên là em sẽ hướng dẫn mọi người luôn này. Chúng ta hóp mở một nhịp nha, chúng ta sẽ tách rộng bằng vai như này.
Rồi hót mở một nhịp nè. Mọi người nhớ cho em, mọi người chỉ cần nhớ cho em này, khi hót mở một nhịp thì cái nhịp tức là sẽ đưa qua trái và đưa qua phải, thì cái nhịp ở giữa luôn nó hót, cái nhịp ở giữa nó hót và nhịp sang trái là mở, sau đó lại hót sang phải là mở, hót mở, hót mở, hót mở, hót mở. Đó, mọi người nhớ lên nhớ như thế. Ví dụ như thế này, chúng ta sẽ trùng xuống này, đây là hót này, mở sang, hót mở sang, hót mở sang, hót mở, hót mở. Cái nhịp ở giữa luôn là hót vào và nhịp sang trái là mở ra, hót vào mở ra, hót vào mở ra, hót vào mở ra, hót mở, hót mở. Đó, cho nên là nhiều chị mà khi mà thực hiện động tác này ấy, là mọi người không có cái nhịp hót ở giữa mà mọi người cứ mở sang hai bên như này thôi, thì thành ra nó rất là ngang, nó không có cái nhịp nhấn ở giữa là cái nhịp hót, là chúng ta hót này, mở sang, hót mở, hót mở. Khi chúng ta làm nhanh ấy nhưng vẫn nhìn thấy nhịp hót nha. Khi chúng ta làm nhanh như thế nào, hót này, mở mở, hót mở, hót mở, thì chúng ta làm chậm nó sẽ như thế này: hót ở giữa mở sang trái, hót ở giữa mở sang phải, hót ở giữa mở sang trái. Khi mở sang là sang hông sang bên nào là gối bên đó sẽ trùng hơn cái gối bên kia, sẽ trùng hơn cái gối bên kia nha, bởi vì chúng ta đang đẩy hông sang bên đó mà. Thì khi đây là mở lên, mở lên là mông về giữa này, mông các chị không ra sau như này nha, về giữa thôi, mông về giữa, gối vẫn trùng, gối vẫn trùng và tay chúng ta về giữa, không căng ra sau, tay chúng ta vẫn về giữa, và kể cả ở tay chúng ta vẫn về giữa, mở như này rồi, và chúng ta lại hóp xuống, mở lên, hóp xuống, mở trái, hóp xuống, mở phải, hóp xuống, mở trái. Khi chúng ta rút gối trở về là chúng ta sẽ trở về tư thế trùng nhẹ, chúng ta trở về tư thế trùng nhẹ chứ không căng gối như này nha. Có nhiều chị như này, có nhiều chị như này là sai nha, vẫn là hóp sai, nhưng mà khi trở về các chị căng này, khi trở về các chị căng này, căng này, căng gối này là sai nha. Khi trở về chúng ta trùng nhẹ này, và một bên gối trùng, một bên gối trùng sâu, một bên gối trùng nhẹ, nhưng chúng ta vẫn là trùng gối, chúng ta không được căng khóa gối như này nha. Rồi chúng ta làm lại động tác này nha. Rồi ở giữa nào, hóp ở giữa mở sang phải, hóp ở giữa mở trái, hóp mở, 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 hóp mở. Gối của chúng ta vẫn trùng này, mông chúng ta chỉ trở về giữa thôi, không căng ra sau, trở về giữa, được chưa? Hóp xuống, đẩy căng cơ đùi lên, đẩy căng bụng dưới lên, gập sâu xuống, hóp mở ra, hóp mở ra, hóp mở ra, hóp mở. Đó, đó là hóp một nhịp, đó là hóp một nhịp. Khi chúng ta làm nhanh thì nó sẽ như này: một hai một hai một hai một hai một hai một hai một hai. Hóp trái, hóp phải, 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 kết hợp tay. Một hai, nhấn ở giữa nó hóp này, hóp mở, hóp mở, hóp mở, hóp mở, hóp mở, hóp mở. Ở giữa nó hóp và mở sang hai bên, hóp ở giữa rồi mở trái, sau đó phải hóp ở giữa xong mới mở sang phải nha mọi người nha. Rồi đó là hóp mở một nhịp, tức là một nhịp đó, có một nhịp này, một này, hai, một hai. Thế còn hóp mở hai nhịp, hóp mở hai nhịp thì như nào? Chúng ta sẽ có những cái động tác mà hóp mở hai nhịp một bên. Đó, hóp mở hai nhịp một bên nào, chúng ta sẽ đưa hông sang bên nào đó rồi chúng ta sẽ hóp mở. Chúng ta đưa sang rồi chúng ta sẽ hóp mở nhé. Ví dụ như này, hai mở hai nhịp nhé. Một, hai. Sau đó chúng ta lại đưa ra này. Một, hai. Một, hai. Một, hai. Một, hai. Một, hai. Vẫn là gối trùng nhẹ và gối trùng sâu nha. Vẫn là gối bên nào hông sang bên nào, hông sang bên nào là bên đó sẽ trùng sâu hơn, gối bên đó sẽ trùng sâu hơn, và lực cơ đùi của cái chân trụ đó nha. Xuống này, một này, hai này, một hai. Chúng ta đưa cái hông sang, cái bàn chân của chúng ta vẫn ở giữa song song như này, và chúng ta đưa cái hông sang này,
chúng ta đưa cái hông, chúng ta đưa cái hông sang nha, sau đó mở lại, đưa hông sang này, đẩy lên, đưa hông sang này, đẩy lên, đưa sang này, đẩy, đưa sang, đẩy, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
đó là hóp mở hai nhịp một bên và hóp mở một nhịp một bên nha. Rồi khi chúng ta hóp mở thì chúng ta cố gắng làm sao đẩy căng cơ đùi, hấp bụng dưới lên căng hết biên độ và chúng ta ép ngực sâu xuống để tạo thành một đường lép gấp ở bụng trên này, nó sẽ giảm mỡ bụng trên. Hóp mở là giảm mỡ bụng trên và lặng không là giảm mỡ hai bên hông, còn giật bụng là chúng ta sẽ giảm mỡ bụng dưới. Mọi người lưu ý nha, mỗi một động tác nó sẽ có một tác dụng vào từng vùng cơ khác nhau. Cho nên là khi mà em dựng bài á, tại sao nhiều chị nói rằng là em tập bài của em dễ là bởi vì như này này. Em phân tích như này cho mọi người dễ hiểu này. Khi chúng ta tập gym cũng như thế, chúng ta tập ví dụ như chúng ta đang tập bụng trên. Chúng ta đang tập bụng trên, khi bụng trên nó chưa kịp đất nóng mà chúng ta lại chuyển sang tập hai bên sườn thì tác dụng bụng trên cũng chưa tới mà tác dụng hai bên sườn cũng chưa tới. Cho nên khi em hóp mở là em sẽ hóp mở hết tổ hợp của hóp mở, hết tổ hợp của hóp mở để cho cái cơ bụng trên nó làm nóng và đốt cháy mỡ bụng trên đã. Sau hết tổ hợp của hóp mở rồi em mới chuyển sang hai bên sườn này, chính là hai mỡ hai bên hông này, chính là lắc không xong để chúng ta đốt mỡ hai bên sườn này xong chúng ta sẽ chuyển sang giật bụng đó. Chứ em không dựng bài như nhiều huấn luyện viên khác ấy là họ dựng bài vừa hóp mở vừa lắc không, tức là hai nhịp hóp mở lại hai nhịp lắc không đó. Hai nhịp hóp mở hai nhịp lắc không thì hóp mở chưa tới lắc không cũng chưa tới luôn. Cho nên em hóp mở xong hóp mở đi, em hóp mở cho nó nóng hết cơ cái phần hóp mở đi, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang lắc không. Như vậy thì nó sẽ hiệu quả hơn là khi chúng ta làm cái này chưa tới mà chúng ta chuyển sang cái này đó. Hoặc là chúng ta hóp lắc không này chưa tới độ để nó làm nóng cái cơ hai bên eo này mà chúng ta chuyển sang hóp mở đó, thì nó sẽ tác động vào hai bên sườn này cũng chưa tới mà hóp mở cũng chưa tới, thành ra hai bên đều không tới. Cho nên là tại sao mà em dựng bài ấy là em sẽ đi hết tổ hợp của lắc không, sau đó em sẽ chuyển sang tổ hợp hóp mở, sau đó em lại chuyển sang lắc không và chuyển sang hóp mở. Cứ như vậy em phải tập hết tổ hợp đi. Cho nên là các chị cố gắng để chúng ta tập theo hết cả một bài. Khi mà chúng ta tập đến 30 phút là nó chỉ làm nóng cơ thôi, và từ đến 30 phút trở đi lúc đó mới là đốt mỡ. Cho nên các chị cố gắng theo hết bài nha. Rồi. Và dạo gần đây là nhiều chị em xem video trên kênh của em cũng đã comment hỏi em rằng là làm thế nào để dứt khoát được cái tay khi tập. Thì em cũng xin chia sẻ với toàn thể chị em như này: muốn để dứt khoát được tay thì cái cổ tay của chúng ta phải cứng. Cái cổ tay này của chúng ta phải luôn luôn cứng nha. Có thể các chị lắm hờ như thế này, hoặc có thể là các chị xòe như thế này, nhưng cái cổ tay này nó phải cứng chứ không mềm nha. Không thả lỏng khớp cổ tay, chúng ta sẽ cứng cổ tay này. Ví dụ như động tác đánh hông ở ngang eo thì chúng ta sẽ đánh như này. Cái vai của chúng ta giữ nguyên và chúng ta đánh khỉu tay này. Thì chúng ta sẽ đánh khỉu tay là một bên mở, một bên úp như này. Đó, thì nó sẽ dứt khoát. Cái cổ tay này cứng này. Đó, cứng cổ tay ra. Còn nếu như hóp mở thì sao? Thì cũng cứng cổ tay. Và khi mở ra là hai khỉu tay chúng ta ép vào eo. Hóp này, mở này, hóp này, mở này, hóp này, mở, hóp, mở. Khi lên vai này, cái vai của chúng ta khi tay lên vai luôn luôn là một đường thẳng từ bên trái sang bên phải, nó phải là một đường thẳng nha. Nhiều chị như thế này, hóp mở như này, cái vai xuôi như này là không phải nha, thẳng lên cho em này. Hai bên nó là một đường thẳng, có thể đánh vào đánh ra như này, nhưng nó là trái và phải, trái và bên phải, nó là một đường thẳng ngang như này nha.
vào ra, cái cổ tay luôn cứng vào ra, hóp mở, hóp mở, tay luôn luôn ngang như này, không xuôi như này nha. Có nhiều chị hóp mở như này sai nha, nhìn động tác nó không đẹp đó. Chúng ta để ngang lên, lâng cái lồng ngực lên, lâng lồng ngực lên và lâng cái vai vuông ra, vuông vai như này, đẩy, hóp mở đó, hóp mở rồi. Và khi lên vuông thì chúng ta sẽ rõ ràng là vuông luôn đó. Chúng ta sẽ một là sụp tay như này, hai là xòe, thì chúng ta cũng phải vuông cái vai lên. Cái vai nó vuông như thế này, vuông như này cho em đó, vuông lên, cái cổ tay luôn cứng, vuông 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 vuông, nó giống như kiểu chúng ta mở, đóng và mở, đóng mở, đóng mở, đóng mở, đóng mở, đóng mở, thì luôn luôn vuông nha, luôn luôn vuông. Và khi chúng ta động tác này thì chúng ta cái vai cũng lưng lên vuông này đó, đóng hất bóp mở này, thì luôn luôn vuông cái vai ra, vai của chúng ta vuông, không xuôi như này, không xuôi nha, vuông lên như này và hất lên. Và cổ tay cứng thì chúng ta sẽ dứt khoát được động tác nha các chị nha. Ok rồi, và bây giờ chúng ta vào bài nhạc của hóp mở nhé. Chờ người đến sau yêu.
kết thúc bài hướng dẫn của em ở đây. Em chúc cho các cô, các chị em tập luyện thành công nha. Và nếu như mọi người chưa tập được thì có thể inbox Zalo cho em để em gọi video hướng dẫn trực tiếp nha. Số Zalo em để ở các cái phần mô tả, mọi người hãy gạt đến đó để xem nha. Bye bye mọi người.